Ý chỉ giỏi với đi xa với. Úi giời, 1 này, 2 này, 3, 4. Úi giời ơi, cái mặt thằng nào to thế. No. Ý, ý. Úi giời, úi giời. Ây giời. Ừ. Con về đấy bạn. Về gì mà về? Vâng, chơi nó tí rồi về. Kia kìa, bên kia bà có quả quả bí đỏ chín đấy kìa. Đấy. Quả gì đấy? Bí đấy. Ngã 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 ngã. Gần chín rồi chưa kìa. Ngã chết chưa? Chết chết. Có về đây không? Rạn lúa chỗ đồng hấp phải nồi nạp. Ăn hổ ra. Bí bí bí. Bà đánh chỗ đấy. Đưa vào đội mũ đi con. Bố có đội mũ không? Không không ai. Gì vậy? Chiều chiều ra đứng ở đâu? Ra đứng ở sông mà. Nhịp gì? Quê nào? Quê. Mà gì? Không. Có gì? Đó. Thấy người quá. Bà đấy ủng đúng đây. Bà đấy ủng đây. Không, 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 chị, chị, không, chị, chị, không. Ui, 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 ơi. Mặt thằng nào đây? Mặt Minh. Mặt Minh à? Minh đi có chóng mặt không? Có nhọc không? Dạ. Dẫn nó về nhà ngồi lấy cái tật ải cho con. Đấy, xe ông làm gì kìa? Cho cái ấy cơ mà. Mình học ông đi. Hỏi ông làm gì đây? Làm gì á? Ông ơi, ông làm gì đây? Ông làm ải hay sao đây? Nào đi về nào, đi về không? Không á? Không thì đứng đi xem ông ý. Không về rõ to. Ừ? Đây tiêm, đây tiêm ông. Ừ thì con đứng đấy con xem. Ông ơi, nên lại gì? Đấy, ông làm gì đấy? Ông làm bưởi. Bưởi thì ông đập đất. Đập đất. Ông đập đất làm gì?